cơm mê xa cuộc đời bênh mông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thân dài, ta mặc tình sóng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Quý vị các bạn đang nghe chất âm của những dòng của loại bã Sonda, model là 1008. Sonda thì bên cửa hàng có cái model là 1000, 1.0 và 1008 và 2008. Thì với những dòng máy Sonda thì mạch nó rất là lành, đấy, nhất là máy LA này, mạch rất là lành đấy nhá. Và linh kiện này toàn linh kiện cắm chân, nên là anh em thợ lấy bên cửa hàng rất là nhiều những dòng này về để lắp cho khách. Và với cái giá cửa hàng đưa ra thì các bác cũng ủng hộ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã tiếp tục gửi lên đường cho bác thì tiện em up lên kênh. Cũng có rất là nhiều các bác đặt không đăng lên kênh được, bởi vì nó cùng một mẫu này thì cái nào nó như cái nào, thì em đây cũng chỉ quay một cái thôi. Với chất âm của nó rất là hay, quay chi tiết và nội thất cũng như là báo giá cụ thể để bác nắm được. Sơ ra 1008, trước đây là sử dụng một size là size 3U ấy nhá, size 3U. Máy hôm này thì nó làm cái tản nhiệt to cho nên nó làm size 3U, cho nên là đánh thời gian các bác đánh dài được, với tản nhiệt to thì nó tản làm mát nhanh đó. Và với những dòng máy như này thì các bác phối ghép với những dòng loa bass 30, 40 đều được nhé. Đánh loa 40 rồi 30 thì hai cặp 30 rất là hợp lý. Và quan trọng nhất là máy móc còn đẹp nhé. Dòng này thì bên cửa hàng nói chung là tuyển các bác hàng nó cũng còn chất lượng đẹp, hàng bãi nhưng mà nó cũng đẹp tới khoảng độ trên 90% để bác sử dụng và yên tâm. Vì công suất này thì đồ điện tử này thì chúng ta càng mới thì chúng ta càng sử dụng khai thác được nhiều. Đó, nhìn máy rất đẹp luôn. Sau của nó thì nó thiết kế đường giao loa là bằng jack neutric cả cọc loa đó nhé. Còn tín hiệu và bằng Canon, và bên cạnh đó có đường link. Đó, quả gió thì rất là to nhé, quả gió rất là to luôn. Chung là máy móc còn rất đẹp. Đấy, những cái vết loại sắt nhỏ gọi là mèo cào này thì hàng bãi nhưng mà không dánh được, còn đâu hình thức đẩy thì nó còn tương đối là đẹp nhé. Chúng ta nhìn nó tương đối đẹp, bên trong nội thất còn là rất là mới. Đó, nhìn rất là mới quá nhé, nguồn đồng. Máy rất mới và đẹp nhé. Linh kiện toàn linh kiện cắm chân hết. Dòng này có lỗi nước xử lý rất là dễ, bởi vì linh kiện này thì nó toàn linh kiện chất thôi, bền bỉ. Và anh em có chơi thì cái dòng này lỗi rất là ít và dễ sửa chữa. Chung là máy dễ sửa chữa. Cái hàng này thì các bác chơi yên tâm. Và với cái dòng Sonda LA 1008 này, giá thị trường nó rơi vào ngoài 3 triệu, nên cửa hàng đang bán với các bác cũng giữa 2.700.000 thôi nhé. Bao đặt hàng chúng ta liên hệ sớm với cửa hàng em. Xin chào các bạn.